Hôm nay Vinh sẽ đem đến cho anh em một chiếc xe nó trong suốt, mà không phải trong suốt là không có gì trong suốt về cái phần vàng ảo thấy được ở phần bên trong. Thì đây chính là SH Vetro, một phiên bản giới hạn chỉ vỏn vẹn có 750 chiếc trên toàn thế giới thôi. Và hiện tại ở Việt Nam thì đang có sắp xỉ là tính tới cái thời điểm quay clip này á là có khoảng 30 chiếc là phiên bản 125, còn lại 150 là đếm được trên đầu ngón tay luôn đó mọi người. Vậy thì xe này sẽ có những cái điểm gì độc lạ thì Vinh sẽ giới thiệu cho mọi người coi. Vì là nguyên chiếc xe được nhập khẩu từ Ý cho nên trên xe sẽ có rất là nhiều điểm đặc biệt mà chúng ta cần phải biết. Ví dụ như là phần vàng ảo, vì là một cái phiên bản mà sản xuất giới hạn thôi cho nên nó sẽ là một vàng ảo trong suốt nha mọi người. Trong suốt ở đây là chúng ta có thể nhìn thấy từng cái chi tiết ở bên trong luôn, từ ngàm bát vàng ảo nè cho đến những cái phần kèn hay là EQ được đặt ở trong xe, hay là kể cả những cái mã của cái vàng ảo thì chúng ta cũng đều thấy được hết ở bên trên cái phần vàng ảo luôn. Nó độc lạ chỗ đó. Và cái phần trong suốt đó không phải là đặt hết bởi bên trên tất cả những chi tiết vàng ảo. Vinh thấy ở đây cũng có một số chi tiết vẫn là làm bằng chất liệu nhựa thông thường, ví dụ như phần ốp đầu ở phía trên nè, một miếng nhỏ ở ngay cái phần mặt nạ trước. Và cái phần ốp bên dưới vàng áo này sẽ là nhựa đen bóng bình thường. Xe cũng có một số chi tiết khá là độc đáo, ví dụ như là phần chỉ trên yên xe nè cũng sẽ là được mai đường chỉ màu xanh cho nó hợp với lại phần vàng áo Vetro. Còn đối với lại phần cản này, nó sẽ là một cái cản riêng biệt dành cho cái dòng đời SH này. Ở bên cái thị trường Ý nó sẽ dài hơn, bề mặt này nó sẽ to hơn và nó có những cái ngàm ở ngay đây phút này, và để cho chúng ta có thể bắt được một cái thùng GB lên này. Và nguyên bản cho chiếc xe này Vinh còn thấy được nó sẽ được trang bị là vỏ Michelin City Grip, nhưng anh em đừng có lo, vỏ này bên shop hai bánh của mình có, anh em mà đi SH thì có thể qua thay cái vỏ này. Quan trọng hơn là mặc dù là một cái phiên bản đặc biệt nhưng mà Vinh thấy ở trên cái chiếc xe này nó vẫn còn thiếu một chút gì đó mà chúng ta cần phải chỉnh sửa lại nếu như mà là xe của Vinh. Ví dụ như là bản thân Vinh sẽ mua một cái thảm lót chân ở đây, nó chỉ tốn khoảng chừng là 75k tại shop hai bánh thôi là chúng ta sẽ có một cái thảm lót chân ở đây nè. Thứ nhất là nó sạch sẽ, nó dễ vệ sinh và nó không chày cái phần nhựa nhám ở đây đó. Chưa gì hết, anh em thấy ở đây rồi nè, đã có những cái dấu vết dơ nè từ những cái người để chân trước để lại nè đó. Nếu mà có thảm đó ở đây là sẽ chẳng bao giờ có vấn đề đó đâu. Còn cái món thứ hai này nó sẽ theo gu thẩm mỹ của từng người. Riêng cá nhân Vinh, khi mà nếu mà Vinh có tiền để mua chiếc xe này thì Vinh sẽ mua thêm một cái kính chắn gió của Zipac đặt ở ngay cái vị trí này. Nó đâu đó chỉ tầm khoảng là 480k thôi, nhưng mà giúp cho cái phần đầu của mình nó sẽ có thêm một món đồ được gọi là nó cũng trong suốt theo cái phần vàng áo này nè. Thứ hai nữa là nó giúp cái phần đầu xe này to lớn đầy đặn hơn. Nếu mà trong suốt vàng áo không thôi cũng tùy, đáng lý dàn chân phải có một cái chi tiết gì đó gọi là cái điểm nhấn trong suốt luôn theo cái vàng áo thì nó sẽ đẹp hơn, đúng không nè. Thì chúng ta dễ thôi, tháo bỏ ốp lọc gió zin này ra, mua ốp lọc gió trong suốt của thương hiệu Zipac tại shop hai bánh chỉ có 420k thôi. Ráp vào là chúng ta sẽ có thêm một chi tiết nữa trong suốt theo cái phom vàng áo này liền. Và tất nhiên vì là một chiếc xe mới cho nên chúng ta nên quan tâm nhiều về cái vấn đề là nhớt. Vì nhớt trong quá trình lâu đài, Vinh khuyên anh em là nên sử dụng những cái dòng nhớt bán tổng hợp thôi. Nó sẽ có chi phí rẻ phù hợp với lại quá trình lâu đài xe của chúng ta. Sau khi kết thúc quá trình lâu đài rồi, chúng ta có thể lựa chọn những cái dòng nhớt tổng hợp cao cấp hơn để bảo vệ tốt cho cái phần động cơ của một chiếc xe quý giá như thế này. Vậy thì anh em nghĩ sao về chiếc SH phiên bản Vetro giới hạn này thì để lại comment bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.